Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5. Trong tập trước, Tiểu Viêm đã tiến nhập vào bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp và suýt nữa bị một con rồng lửa tấn công. Tiểu Viêm chứng kiến cảnh tượng trước mặt cũng vài phần hoảng hốt, cũng may có sự xuất hiện kịp thời của Liễu trưởng lão. Ông ta không biết những gì Tiểu Viêm vừa trải qua, cho nên chỉ dự đoán có lẽ là tên sao hỏa kia. Nhìn thấy người đến hỗ trợ, rồng lửa liền chậm rãi quay lại xuống bên dưới dòng dung nham. Tiểu Viêm quay sang hỏi thăm Liễu trưởng lão, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão ta không muốn nói nên vội viện cớ xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà thôi. Hôm nay cậu bị tâm hỏa thiêu đốt đủ mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Lão hy vọng chuyện hôm nay không thể nói với người khác. Tiểu Viêm vâng lời rồi cáo từ rời đi. Trên đường trở về, hắn không khỏi thắc mắc thứ vừa nãy là cái gì, khí tức cũng quá kinh khủng rồi. Sực lão cười vui mừng, có vẻ như là thanh hỏa của hắn dẫn nó ra. Nó chính là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nội viện lấy linh khí phân thể của nó để rèn luyện kinh mạch của học viên tình luyện đấu khí. Đây chính là bí mật học sinh của nội viện lại tu luyện cực nhanh. Điều này có nghĩa là bọn họ đang nuôi nhốt Vẫn Lạc Tâm Viêm để cho học sinh tu luyện. Đúng thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vậy nhưng, sực lão thì lại thấy đây chính là đang dẫn lửa thiêu thần. Tuy rằng không gian lồng giam kia là cường giả đố tôn tạo ra, vậy nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm có sức mạnh hủy diệt. Hơn nữa, đang ngưng tụ được linh trí, sớm muộn nó cũng phá lồng ra ngoài. Đến lúc đó, thiên phần luyện khí tháp này e là sẽ bị hủy trong nháy mắt. Vậy nhưng mà những lão gia nội viện này chắc chắn sẽ ngăn cản nó. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt cho Tiêu Viêm. Lão dự đoán chuyện này sẽ xảy ra trong 2 năm nữa, hắn nên sớm chuẩn bị cho thời khắc đó. Hắn thắc mắc, đạt được dị hỏa này rồi thì luyện hóa thế nào đây? Nhìn khí tức của nó, đấu hoàng cũng không phải đối thủ, sực lão cảm thấy đúng là khó làm, về nhưng cũng có cách. Trừ phi hắn bằng lòng bỏ Vẫn Lạc Tâm Viêm mà đi tìm dị hỏa khác, Tiêu Viêm tất nhiên không muốn điều này. Trở lại với đám người Huân Nhi, Phó Ngao chủ động đi tới trước mặt mọi người, đồng thời nhìn Huân Nhi với ánh mắt không mấy thiện cảm, quả nhiên là nhan sắc bất phàm. Tiêu Viêm đó tuy rằng dẫn đầu mấy người chiến thắng trong cuộc đi săn hỏa năng, vậy nhưng đáng tiếc rằng với thực lực của hắn thì lại chẳng là cái thá gì trong nội viện. Đi theo tên kia e rằng sẽ chậm trễ tương lai, chỉ cần nàng gia nhập Bạch Bang thì hắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cả đàn phía sau nghe những lời này cũng mỉm cười mỉa mai. Huân Nhi trực tiếp từ chối, không cần nhọc hắn lo dùm. Phó Ngao tiếp tục mỉa mai, đúng là cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vậy thì cho bọn họ xem thử chênh lệch giữa học sinh cũ và mới. Đám người Bạch Sơn nghe vậy liền lấy ra vũ khí rồi chậm rãi tiến lên. Đám người Huân Nhi cũng không ngại vài chậm, bọn họ bộc phát đấu khí và chậm rãi lùi về sau phòng thủ. Được đà tiến lên, Bạch Sơn nhanh chóng lao lên và nhường Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện cản đường. Hắn lao xuống giữa hai phe. Nhìn thấy tên tiểu tử này, đám người Huân Nhi và Hồ Gia liền vui mừng và lấy lại sự tự tin. Hắn chủ động muốn một mình chiến đấu với đám người này. Bạch Sơn lên tiếng mỉa mai, khả còn tưởng hắn nghe tin xong chạy mất rồi chút. Tiêu Viêm cũng quay lại chỉ trích, không ngờ sao mặt của tên này lại mặt dày tới như vậy. Trước kia ánh mắt của hắn thật là kém, ngoài trừ phụ thuộc người khác thì tên này đúng là không thể làm gì được nữa. Bạch Sơn định phản bác, vậy nhưng Phó Ngao đã lên tiếng cắt ngang, gã ta chính là cường giả đấu linh. Gã ra lệnh và tỏ vẻ đây là lần cuối lặp lại những lời này, lập tức giao nộp lệ cống, một số hỏa năng cũng không thể thiếu. Tiêu Viêm đáp lại những lời này bằng cách cầm vũ khí thách thức, Phó Ngao cũng tỏ vẻ chiều ý. Vậy thì gã sẽ đánh tới lúc mấy người nghe lời mới thôi. Tiêu Viêm ngỏ ý muốn đơn đấu một trận, nếu hắn thua thì sẽ tự nguyện giao ra tất cả hỏa năng. Kết quả ngược lại thì Bạch Bằng trong vòng 3 tháng không được gây sự với tân sinh bọn hắn. Bạch Sơn biết Tiêu Viêm có một ít át chủ bài nên vội mách lèo với Phó Ngao, còn chiến thắng cả La Hầu nữa. Phó Ngao vẫn tự tin vào bản thân mình, La Hầu chỉ vừa tiến vào đấu linh mà thôi, đánh bại tên kia cũng không tính là gì cả. Gã muốn thay đổi cá cược, nếu gã chiến thắng thì đám người Tiêu Viêm phải giao nộp toàn bộ hoàn năng và Huân Nhi phải gia nhập vào Bạch Bàng, nếu thua thì Bạch Bàng sẽ không tìm đến gây sự trong vòng 1 năm. Mặc dù lần này mang theo cả bản thân mình cá cược, vậy nhưng Huân Nhi vẫn muốn Tiêu Viêm đồng ý. Nàng tin tưởng hắn sẽ làm được, những học viên phía sau cũng hô hào hưởng ứng, nên đập cho đám học sinh cũ kia một trận để bọn chúng biết rằng tân sinh không phải dễ bắt nạt. Tiểu Viêm đồng ý, trận tỉ thí của hai người nhanh chóng bắt đầu. Đám người Bạch Bằng thế vậy liền không quên lên tiếng mỉa mai, tên Tiểu Viêm này đúng là không biết tự lượng sức mình. Phó Ngao cảm thấy thích thú, hôm nay gã muốn xem thử xem Tiểu Viêm có mạnh như lời đồn hay không. Tiểu Viêm trực tiếp lấy ra đấu kỹ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nhằm gia tăng thực lực lên cấp bậc đấu linh. Điều này làm cho Phó Ngao cũng bất ngờ, khá nghĩ rằng tiểu tử này nhờ vào việc cưỡng ép gia tăng thực lực nên mới có thể đánh bại La Hầu. Loại biện pháp không duy trì lâu lại hại sức khỏe này chắc là át chủ bài của hắn. Tiểu Viêm không đáp lời mà trực tiếp cầm theo huyền trọng xích tiến lên. Gã ta cũng lấy ra vũ khí rồi tiến lên đáp trả. Hai bên đánh nhau kịch liệt, đại khái là khá cần tài và cần sức. Điều này làm cho đám người Hổ Gia cũng lo lắng. Sau một hồi giao chiến, Phó Ngao cũng bị đẩy lui về sau. Lấy lại tinh thần, gã lại tiếp tục lao lên.
cả hai tiếp tục một trận giằng co kịch liệt. Tiêu Viêm vừa đánh vừa nhìn nhận tình hình, mặc dù bây giờ chỉ có thể chống lại Phó Ngao trong thời gian ngắn, vậy nhưng khi hiệu quả của Thanh Liên biến mất thì hắn sẽ khó mà đánh tiếp với gã được. Phó Ngao không muốn dây dưa thêm, gã quay trùng kích một hồi rồi đánh ra đấu kỹ, triệu hồi ra mấy con cả nước định nuốt trùng nam chính và nhưng không được. Gã ta chủ động lao lên không trùng, ngừng tụ lực lượng rồi phi thẳng xuống. Tiêu Viêm cũng chủ động lao lên, vậy nhưng lần này bị ăn thua thiệt và bị gã tai chèn ép cho rơi xuống đất. Nhân cơ hội gã đang áp sát, Tiêu Viêm liền muốn giải quyết trong một chiều. Hắn chậm rãi ngưng tụ đấu kỹ sóng âm rồi há miệng thét ra một tràng sư tử hống khiến Phó Ngao hoa mắt chóng mặt. Những thành viên khác trong Bạch Bàng cũng bị sư âm này làm cho quay cuồng. Nhân lúc tên kia đang bị lắc, Tiêu Viêm nhanh chóng tặng cho Phó Ngao một chiều bắt cực băng thẳng mặt khiến gã ta nằm bất tỉnh nhân sự. Chứng kiến một màn này, đám tân sinh liền vui mừng hò reo. Trái ngược với cảm giác vui sướng đó, đám người Bạch Bàng lại vô cùng hoảng hốt. Tiêu Viêm lập tức uy hiếp bọn chúng. Bây giờ thắng bại đã phân, hắn muốn đám người kia mang gã ta rời đi, đồng thời nhớ kỹ sau ước. Bạch Sơn tức giận lắm. Bây giờ đánh đã khó đánh lại, cho thêm nửa năm nữa thì thực lực Tiêu Viêm đã khác rồi, không có cửa để cho gã ta báo thù nữa. Dù không muốn điều này, vậy nhưng gã cũng đành hô hào các huynh đệ quay về. Tuy lần này giành được chiến thắng, vậy nhưng đám tân sinh lại cảm thấy tự ti. Từ đầu tới cuối đều nhờ có hắn giúp đỡ nên bọn họ thấy mình hơi bất lực. Tên tân sinh hỏi thầm, có phải hắn đang dự định lập nên một thế lực để tự về trong nội viện hay không? Trong nội viện trừ phi là một người có thế lực cực mạnh, nếu không lăn lộn một mình sẽ có chút khó tránh khỏi phiền phức. Ý này chính là muốn hắn lôi kéo các tân sinh lập nên một thế lực mới. Khả nghĩ rằng với danh vọng của Tiêu Viêm bây giờ hoàn toàn có khả năng. Nếu như hắn có ý định đó thì bọn họ nguyện ý đi theo. Như vậy tân sinh sẽ tự có thế lực của riêng mình, không cần những học viên cũ bắt nạt nữa, cũng không cần phải gia nhập vào các thế lực khác. Sau một hồi thảo luận, Tiêu Viêm cũng quyết định dẫn dắt mọi người cùng nhau tạo nên chỗ đứng trong nội viện này, vì bản thân và cũng vì mọi người. Thế lực mà hắn thành lập được gọi là bản môn. Tình hình bây giờ thì mọi người đều đã rõ, Bạch Bàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nửa năm sau, nhất định sẽ tới báo thù. Trong nửa năm này, mọi người nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Để lúc đó mới không bị kẻ khác hiếp đáp, hắn muốn tất cả thành viên bản môn bắt đầu từ ngày mai đều phải tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Về phần đám người Bạch Bàng, Phó Ngao sau khi thất bại quay trở về liền bị chất vấn. Lần này thất bại thảm hại, coi như là miếng đá lót đường để tạo ra uy danh cho Tiêu Viêm, cho nên Phó Ngao muốn đòi lại danh dự. Tuy nhiên lời vừa mới dứt đã bị Bạch Trinh tóm đầu uy hiếp. Nếu không phải gã tự tiện hứa hẹn thì bây giờ hắn đã có thể ra tay xử lý đám tân sinh này rồi. Vậy nhưng giờ ước định sớm đã truyền ra trong nội viện, nếu hắn ra tay thì chẳng phải là không giữ lời hứa hay sao? Trong nội viện này những kẻ chờ xem Bạch Bàng bọn hắn mất mặt cũng không ít. Giờ chỉ cần qua thời gian ước hẹn thì hắn sẽ đích thân giải quyết Tiêu Viêm. Nói tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Xin chào!